Như chúng ta cũng biết, châu Phi là một châu lục phải sống trong cảnh đói nghèo triền miên. Phần lớn người dân của các quốc gia ở châu Phi thường xuyên bị thiếu hụt lương thực nên rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, nhất là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Lý do là vì châu Phi có nền nông nghiệp lạc hậu. Thêm vào đó, điều kiện khí hậu tại đây lại vô cùng khắc nghiệt, ảnh hưởng lớn đến quá trình canh tác, sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, suốt thời gian qua, các nhà khoa học châu Phi đã đổ nhiều công sức để tìm ra loại cây lương thực có khả năng chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt tại châu lục. Đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ của các nước có nền nông nghiệp lúa gạo phát triển hàng đầu thế giới hiện nay, đặc biệt là Việt Nam. Với tinh thần tương thân tương ái, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ nước bạn suốt nhiều năm qua. Kết quả là sản xuất lúa gạo của châu Phi đã tăng lên con số 10 tấn một hecta, cao hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Cụ thể ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết cùng với một bài viết đáng chú ý được đăng tải bởi Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Đây chính là động lực lớn để chúng mình có thể ra thêm nhiều video clip hấp dẫn, phục vụ quý khán thính giả gần xa. Vâng, trong bài viết có tiêu đề sản lượng lúa châu Phi tăng cao nhờ học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vô cùng tự hào nói rằng, trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, chiều ngày 12 tháng 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổ chức Lương thực Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IAAI đồng tổ chức hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam-Châu Phi, hợp tác Nam-Nam hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực. Tại sự kiện này, các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ FAO, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế và Tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng Châu Á, Grow Asia đã trình bày về cơ chế thúc đẩy sự hợp tác khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện của châu Phi, qua đó tăng cường kết nối chuỗi giá trị nông sản thực phẩm Nam Nam, thúc đẩy hợp tác Nam Nam cho thương mại lúa gạo và an ninh lương thực toàn cầu. Hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và các nước châu Phi trong nỗ lực chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phát triển lúa gạo bền vững trong hợp tác Nam Nam từ dự án các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh GIC. Theo ông Ajit Arya, chuyên gia phụ trách hợp tác Nam Nam và văn phòng FAO khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, FAO đã có những kinh nghiệm đáng kể trong việc thực hiện hợp tác Nam Nam SSC. Cụ thể hơn, trong hơn 20 năm, FAO đã phối hợp với hơn 20 quốc gia, cử 3.000 chuyên gia đến hơn 60 quốc gia trao đổi kỹ thuật. Hơn nửa số chuyên gia đó đến từ Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu đã giới thiệu hàng trăm giống cây trồng mới, trình diễn hàng trăm công nghệ mới, góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững nền nông nghiệp tại châu Á. Và điều đáng chú ý là chuyên viên FAO đã đề cao trách nhiệm của Việt Nam. Bởi Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật thông qua chuyên gia và kỹ thuật viên dài hạn cho 12 nước châu Phi. Nhiều ví dụ thành công đã được ghi nhận ở Senegal, Chad và Namibia. Kết quả rõ ràng là vô cùng lạc quan khi sản lượng lúa ở Senegal đã tăng đến 10 tấn một hecta. Đó là thành tựu quan trọng được thúc đẩy bởi mô hình hợp tác Nam Nam. Bổ sung thêm về nhận định này thì ông Omar Odei, phó giám đốc GIG tại Việt Nam nói rằng Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc về sản xuất lúa gạo, nên sẽ có những kinh nghiệm quý giá về lĩnh vực này để chia sẻ với các quốc gia khác, nhất là các nước châu Phi trong quan hệ hợp tác Nam Nam, giúp phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững, giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh lương thực. Dành cho những ai chưa biết về hợp tác Nam Nam, đây là một thuật ngữ được dùng để thể hiện tình cảm đoàn kết nhân dân và sự hợp tác trao đổi bền chặt giữa các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển trong bán cầu Nam để góp phần sự thịnh vượng của quốc gia và khẳng định tinh thần tự lập tự cường trong quá trình vươn đến các mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, hợp tác Nam Nam được ví như là nền tảng cho sự trao đổi cởi mở, mở rộng giải pháp phát triển kiến thức, kinh nghiệm, chính sách, công nghệ và bí quyết giữa các quốc gia và tổ chức ở phía Nam bán cầu. Đối với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, nó là sự bổ sung cho cơ chế hợp tác Bắc Nam. Để triển khai SSC, FAO cho biết cần xây dựng thể chế chuyên môn linh hoạt, điều chỉnh phù hợp với ưu tiên của các quốc gia. Việc hướng dẫn đồng bộ kỹ thuật từ cấp trung ương đến địa phương đóng vai trò quan trọng cho hợp tác thành công. Bởi các cán bộ khuyến nông khi tới làm việc, trình diễn công nghệ trực tiếp sẽ giúp các hộ nông dân hiểu hơn về các loại máy móc. Điều này góp phần kéo gần khoảng cách về kỹ năng công nghiệp để nông dân bớt bỡ ngỡ và đảm bảo các ý tưởng tân tiến được áp dụng trên đồng ruộng. Và đây cũng là điều mà Việt Nam đã và đang mang đến cho các quốc gia nghèo đói ở châu Phi, nơi có sản lượng lúa thấp do khí hậu khắc nghiệt.
cách canh tác nông nghiệp lạc hậu, việc quản lý sau thu hoạch gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến an ninh lương thực nghiêm trọng. Thống kê cho thấy hàng chục năm qua, Việt Nam đã cử hơn 2.000 chuyên gia nông nghiệp sang các nước châu Phi, hỗ trợ kỹ thuật trồng lúa, ngô và nuôi cá dưới hình thức hợp tác FAO châu Phi-Việt Nam. Kết hợp với đó là hình thức hợp tác IFAD châu Phi-Việt Nam, JICA châu Phi-Việt Nam và các hình thức hợp tác song phương khác. Đặc biệt, Việt Nam còn mang đến cho châu Phi các giống lúa mới có năng suất cao để gieo trồng rộng rãi tại khắp các quốc gia đang đối mặt với tình trạng nghèo đói triền miên. Ví dụ điển hình như trong quá khứ, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân đã tiên phong đưa nông dân đồng bằng sông Cửu Long sang cầm tay chỉ việc, hướng dẫn nông dân một số nước châu Phi trồng lúa thoát đói. Ngoài ra, đoàn còn có 3 kỹ sư trồng trọt và 2 kỹ sư công trình thủy lợi hỗ trợ triển khai chương trình hợp tác, hướng dẫn nông dân ở Tây Phi trồng các giống lúa Việt Nam. Hành trang mang theo của đoàn là 50 giống lúa Việt Nam đầy triển vọng và các kỹ thuật canh tác tiên tiến. Khi đó, ông cho biết các kỹ sư trong đoàn sẽ thiết kế một công trình thủy lợi nhỏ, quy mô tưới tiêu khoảng 200 ha lúa, gieo trồng thử nghiệm các giống lúa mang theo để chọn từ 2 đến 3 giống lúa thích hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng của các quốc gia vùng Tây Phi. Theo giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân cho biết, chúng tôi đã chuyển giao nhiều giống lúa khác nhau từ Việt Nam cho một số nước châu Phi, ví dụ như là Mozambique. Nông dân bản địa nói với chúng tôi rằng đất của họ phải bỏ hoang vì không biết khai thác thế nào và cũng không có giống lúa nào có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt tại đây. Nhưng nhờ các kỹ thuật viên và các chuyên gia Việt Nam chuyển giao giống lúa mới lẫn kỹ thuật trồng trọt tiên tiến mà trồng được giống lúa cho năng suất cao, mẫu mã đẹp. Tương tự như trên, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ hàng chục nước châu Phi khác canh tác cây trồng theo hướng hiện đại hóa suốt nhiều năm qua. Theo đó, Việt Nam đã giúp các nước này gia tăng năng suất trồng lúa và nuôi cá lên gấp 4 lần. Vô số ví dụ thành công kể trên đã được công nhận rộng rãi ở Guinea, Namibia, Mozambique, Senegal, Benin, Madagascar, Mali và Congo. Nó đã góp phần nâng cao đời sống của người dân châu Phi, giải quyết những vấn đề an ninh lương thực trong khu vực hiện nay. Tất cả những gì mà Việt Nam làm cho châu Phi khiến cho người dân nơi đây vô cùng cảm động. Vậy nên mỗi khi nhắc đến Việt Nam, hầu hết người dân châu Phi đều bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình và nói rằng người Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi nền nông nghiệp khoa học và mang ánh sáng tình thương đến người dân. Cảm ơn các bạn thật nhiều, Việt Nam luôn trong trái tim chúng tôi. Riêng với các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Phi thì những đóng góp của Việt Nam dành cho nước mình là vô cùng to lớn. Qua đó cho thấy rằng Việt Nam là một người bạn nghĩa tình, luôn hết mình giúp đỡ nước bạn mà không mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân. Và đây chính là lý do vì sao mà mối quan hệ giữa các quốc gia ở châu Phi và Việt Nam luôn luôn tốt đẹp. Giữa người dân châu Phi và người dân Việt Nam chưa bao giờ có khoảng cách dù đôi bên ở cách nhau rất xa. Các bạn thân mến, cách đây chưa lâu một vlogger nổi tiếng của Việt Nam có tên là Phạm Quang Linh đã vinh dự được Đại sứ quán Angola tại Việt Nam mời đến tham quan và gặp mặt đại sứ nước mình. Là ông André de Cavanho Fernandes. Trong cuộc gặp gỡ ấy, đại sứ Angola đã gửi lời cảm ơn chân thành đến vlogger Quang Linh cùng với đồng đội của mình vì những gì mà team đã làm được cho nước nhà suốt thời gian qua. Để rồi sau đó, đại sứ Angola đã bật ra một câu khiến cho Liên Hợp Quốc nghe xong cũng phải xấu hổ đỏ mặt khi cho rằng tổ chức này dù cố gắng suốt vài chục năm trời cũng không thể đạt được 5 thành tựu nổi bật mà team Quang Linh đạt được trên đất Phi Châu. Vậy bạn có biết đó là 5 thành tựu gì hay không? Vâng, đây cũng là vấn đề chính mà chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá ngay sau đây. Nhưng trước tiên, các bạn hãy vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Nói đến vlogger Phạm Quang Linh thì ai ai cũng rõ, anh chàng này được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nghệ An sỏi đá, nên rất thấm thía cuộc sống cơ cực của người dân nơi đây. Vì vậy, Quang Linh đã quyết tâm làm giàu bằng cách sang Angola để làm việc vào năm 2016 sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng đến rồi mới thấy, cuộc sống Angola thậm chí còn cơ cực hơn cả so với quê nhà. Người dân Angola thậm chí còn đói ăn, thiếu mặc hơn cả những hộ nghèo nhất tại Nghệ An. Xúc động trước cảnh tượng ấy, chàng thanh niên tuổi đôi mươi với một trái tim nhân hậu, với một tư duy nhạy bén, dám nghĩ dám làm, đã mạnh dạn thành lập một team vlog giúp đỡ người dân nghèo châu Phi. Trời không phụ lòng người, sau nhiều năm hoạt động tại nước ngoài, team Quang Linh đã làm được những điều thần kỳ mà không phải một cá nhân hay tổ chức nào có thể làm được. Nổi bật nhất chính là 5 thành tựu lớn dưới đây, giúp team Quang Linh nhận được lời khen ngợi hết mức của Đại sứ quán Angola trong cuộc gặp gỡ vừa qua. Thứ nhất, Quang Linh đã góp công lớn trong việc xóa nạn mù chữ cho hàng ngàn trẻ em châu Phi. Bởi vì kể từ năm 2021 đến nay, Quang Linh đã hỗ trợ
tiền mua sách vở và đồng phục cho 5.000 học sinh miền núi tại Angola. Song song đó, anh còn cùng với những người đồng đội của mình tham gia vào việc sửa chữa trường học để mang đến một không gian học tập tốt hơn cho trẻ em nơi đây. Thậm chí mà nhóm của Quang Linh còn cho xây dựng mới hoàn toàn một môi trường sạch đẹp khang trang để đón nhiều lứa học sinh ở đủ mọi độ tuổi khác nhau. Còn với những gia đình nghèo khó, có tâm lý xem nhẹ con chữ, team Quang Linh đã đến tận nhà để vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Với đội ngũ giáo viên có đời sống khó khăn tại Angola, Quang Linh thậm chí còn đứng ra chi trả tiền lương cho họ để mọi người có thể yên tâm công tác tại đây. Thứ hai là những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất mà Quang Linh Vlog dành cho người dân châu Phi khi đại dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn thế giới. Mặc dù khi đó anh vẫn chưa quá nổi tiếng và dư giả tiền bạc như hiện tại, nhưng Quang Linh vẫn quyết định đi đến vùng quê nghèo khó của người bạn Lindo để giúp đỡ mọi người. Tại đây anh đã cùng với team tổ chức nấu nướng các bữa ăn thơm ngon, giàu dưỡng chất, mang đậm phong cách Vietnamese như là món bún riêu cua đậm đà hương vị, món thịt gà xào xả ớt, the cay dậy mũi và món nem rán đặc sản của Việt Nam. Theo đó, team Quang Linh đã mang đến cho trẻ em và người dân tại vùng quê nghèo khó của Angola những trải nghiệm vô cùng khó quên. Để rồi đến khi có bộn bạc trong tay, Quang Linh quyết định hỗ trợ người dân mạnh tay hơn khi cấp phát miễn phí rất nhiều thùng gạo mì và các loại thực phẩm thiết yếu khác cho tất cả ai mà mình gặp ở trên đường. Cùng với từng gói mì, từng ký gạo được trao đi, Quang Linh đã lan tỏa sự thiện lành và tốt bụng của mình nói riêng và của cả người Việt Nam nói chung đến với người dân Angola. Thứ ba là việc Quang Linh phát triển nền nông nghiệp tại châu Phi theo hướng hiện đại hóa để tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người dân nơi đây. Bởi vì trong suy nghĩ của Quang Linh, giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững nhất là khi người ta cho cả cần câu cá chứ không chỉ là mỗi một con cá nhỏ nhoi. Việt Nam nói là làm, Quang Linh đã nhanh chóng đi khảo sát đất đai tại các làng bản nghèo ở Angola. Để rồi anh nhận ra rằng đất đai ở đây khá màu mỡ, nhưng người dân vẫn chưa biết cách nên canh tác ra sao. Chính vì thế mà anh đã tự mình hướng dẫn người dân cách chăm bón và cải tạo đất dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức mình có được ở quê nhà. Sau đó, anh còn đứng ra hỗ trợ bà con đặt mua hạt giống và hướng dẫn chăm sóc cây non cho đến khi trưởng thành cho thu hoạch như mơ. Kết quả là những lứa rau xanh đầu tiên đã bắt đầu được xuất bán đem đến nguồn thu nhập không nhỏ cho bà con nơi đây. Tiếp đến là thành tựu thứ tư, team Quang Linh Vlog đã làm được một điều không tưởng, đó là kéo điện, xây đường cho bà con châu Phi. Theo đó thì những con đường làng đầy sình lầy vào mùa mưa, đầy khói bụi vào mùa nắng đã được trải đá nhựa sạch sẽ. Những căn nhà nằm ở nơi heo hút đã được Quang Linh thắp sáng cùng với mạng lưới điện trải dài và vô số bóng đèn năng lượng được lắp đặt miễn phí 100%. Nhưng đối với nhu cầu sống của một người, nếu chỉ có điện đường thôi thì chưa đủ. Người dân châu Phi cần có thêm nước sạch để tắm gội và sinh hoạt cho mình. Vì vậy, Quang Linh đã thuê những người thợ lành nghề nhất ở các vùng lân cận đến khoan giếng nước cho các bà con tại các bản làng nghèo khó. Chỉ sau 3 giờ tích cực tìm kiếm và khoan dò, dòng nước sạch đầu tiên đã phun trào trước sự vui mừng khôn xiết của người dân Angola. Để rồi cho đến tận ngày hôm nay, team Quang Linh Vlog đã khoan thành công hàng chục giếng nước sạch như thế cho bà con thoải mái sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và thành tựu sau cùng mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là team Quang Linh đã trở thành chiếc cầu nối văn hóa cho Việt Nam và Angola suốt thời gian qua. Nói như thế là vì Quang Linh từng đứng ra tổ chức lễ ăn hỏi cho người bạn Lindo khó khăn theo đúng nghi lễ của nước mình. Nó đã giúp đất nước hình chữ S giới thiệu đến người dân châu Phi nói riêng và người dân trên toàn thế giới nói chung các phong tục tập quán truyền thống được giữ gìn trọn vẹn từ lâu đời nay. Ngoài ra thì team Quang Linh còn có nhiều lần tổ chức các trò chơi dân gian của Việt Nam cho trẻ em và người dân châu Phi ngay trên đất bạn, đồng thời mang cả áo dài Việt sang tặng cho cô gái người châu Phi như là cách để kết nối hai nền văn hóa và kết nối người dân ở hai đầu đất nước với nhau. Còn trong khi đó, những gì mà tổ chức Liên Hiệp Quốc làm được cho Angola nói riêng và châu Phi nói chung chủ yếu chỉ nằm ở mức hỗ trợ các nhu yếu phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp thiết. Nó chỉ có thể chữa cháy được lúc, cấp thời, chứ không thể nào giúp bà con châu Phi có được một cuộc sống sung túc dài lâu. Hơn nữa, Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế nên họ không thể nào đi sâu vào đời sống của người dân để lắng nghe hết mọi tâm tư nguyện vọng được. Nhưng đây lại là điều mà team Quang Linh Vlog hiện đang làm rất tốt, để rồi từ đó cả đội đã đáp ứng nhanh các nhu cầu sống thiết yếu của bà con châu Phi. Vậy nên thiết nghĩ, những lời tán thưởng của Đại sứ quán Angola dành cho Quang Linh nói riêng và team Quang Linh nói chung là hoàn toàn xứng đáng. Nó không phải là những lời tông bốc quá đà như những gì mà nhiều kẻ ghen ăn tức ở,
đang đâm đặt hiện nay. Do đó là một người Việt Nam, bạn hoàn toàn có quyền tự hào về những điều kỳ diệu mà nhóm Vlog này đã làm được. Đồng thời mọi người cũng nên xem đây như là một tấm gương sáng để mình học hỏi và noi theo trong thời gian tới đây.